không lung linh thì phải lung tung cho nó lạ. Nữ có Trang Hí, nam có Phạm Thoại, đi sự kiện nào cũng khiến cư dân mạng đứng hình. Trang Hí học này học nọ để phải có gì đó, nhưng vẫn dính mãi danh bạn thân Kai Tì Nguyễn. Hầu Phạm Thoại cũng chẳng khá hơn, bị dân mạng khịa vì phim mà bất chấp làm lố. Trong showbiz muôn hình muôn vẻ, có những người nổi lên nhờ xinh đẹp, nhưng cũng có những người lại nhờ vào việc không ngại lập dị giữa đám đông. Trang Hí và Phạm Thoại chính là hai đại diện cho kiểu sau này. Hai nhân vật này có thể nói là luôn mang đến những tạo hình không đụng hàng, cũng chẳng sợ ai học theo. Gần nhất, Trang Hí đi dự sự kiện ra mắt phim và khiến toàn hội trường lẫn cư dân mạng phải dụi mắt mấy lần. Cụ thể Trang Hí bôi đen hết 2/3 gương mặt, kết hợp cùng bộ váy đen cùng tông. Nhìn thấy tạo hình này, cư dân mạng liền bình luận luôn rằng chơi Halloween muộn à chị ơi, hay y đúc cái icon mặt đen luôn. Mà đây cũng không phải lần đầu Trang Hí có tạo hình khác người, phải nói rằng lần nào cô nàng đi sự kiện cũng là một tạo hình khó hiểu như vậy hết. Khi thì như quấn vội cái khăn, lúc thì đánh khối quá đà, ngoài mặc váy trong mặc quần, có lúc cô nàng còn trang điểm che hết cả lông mày. Đặc biệt cô nàng rất thích phong cách váy ra sao thì trang điểm mặt y vậy, như là váy chấm bi thì mặt chấm bi, còn váy đỏ trắng thì mặt cũng đỏ trắng hai mảng. Có thể nói, tạo hình đi sự kiện của cô nàng nó ô dề tăng đều theo thời gian. Nói đến phong cách dị mà lố thì Vbiz còn một nhân vật nữa, đó là Phạm Thoại. Cái thời trang phang mọi phong cách của anh lần nào cũng khiến dân tình mắt chữ A miệng chữ O. Phạm Thoại trụng phong cách đồ sộ, bồng bềnh, lộng lẫy và đặc biệt rất thích kiểu đi đâu cũng có một đội quân vây quanh trợ giúp. Ví dụ như lần hóa thân thành búp bê Barbie, anh đã mặc nguyên một cây hồng đứng trong chiếc hộp và cần một tập đoàn người kéo qua kéo lại mỗi khi di chuyển. Hay có lần thì ngồi hẳn lên kiệu để người ta khiêng, tiếc là vừa khiêng lên đã ngã chồng vó. Lần khác Phạm Thoại tiếp tục chiếm sóng lẫn chiếm cả không gian sự kiện với chiếc váy xòe rộng kèm theo 4 người bung váy kéo váy cả đoạn đường. Kèm theo những tạo hình chiếm diện tích đó thì Phạm Thoại cũng rất chịu khó trong khâu trang điểm, khi thì đội một ụ tóc giả trắng trên đầu, lúc lại đội cái mấn to hơn cả mấn của hoàng hậu. Và anh chàng rất chuộng kiểu trang điểm đậm, phong cách tự do không gò bó, miễn là gây chú ý nhất để đứng đâu người ta cũng phải nhìn thôi. Phải nói rằng sức sáng tạo và chịu khó biến tấu của cả Trang Hí lẫn Phạm Thoại đều vượt xa người khác rất nhiều, cả hai đã thành hai biểu tượng ô dề kinh điển trong lòng khán giả. Tuy nhiên, chính vì sự làm quá như vậy mà không ít lần họ phải nhận những lời chê bai. Nhất là Trang Hí khi cô nàng từng nói trong một bài phỏng vấn rằng mình đang nỗ lực học tập hơn nữa. Hiện tại tôi đang đi học giống như thần tượng K-pop chuẩn bị debut vậy đó. Tôi học nhảy, học hát, học làm nhạc. Tôi nghĩ mình không việc gì phải ngáng con đường thành công của mình, chỉ vì muốn làm cho mọi người cười mà mình cứ đứng hoài một chỗ. Thế nhưng cho đến nay cô nàng vẫn chưa có gì mới ngoài những lần gây chú ý vì độc lạ như thế này. Bên cạnh đó thì người ta cũng chỉ nhớ tới tên cô với tư cách bạn thân Kai Tì Nguyễn mà thôi. Riêng Phạm Thoại, anh chàng đã và đang là một TikToker thành công, thế nhưng tiếng lên thì cũng kèm theo nhiều thị phi. Cách đây không lâu anh chàng từng bị tố lấy cát xê cao ngất nhưng bán hàng không hiệu quả, thậm chí còn lộ chuyện hợp đồng qua miệng không có giấy tờ, tuy nhiên sự việc ấy cũng qua đi. Tuy nhiên, làm lố quá nhiều mà không ít người cho rằng vì fame nên anh chàng bất chấp, cũng bởi thế mà duyên khán giả của anh ngày càng thấp.